ra mình thắng, mình thứng là hay gì? Cái hành quay heo ra nữa. Rồi mình thứng cái nước ở dưới đó không? Nước quay heo á. Cái lu của mình làm gì nè, cũng như cái lu vậy ha. Cá trong đây nè, mỡ ngon đó, chiên cá. Mỡ này thì mình cứ đổ trực tiếp lên đây luôn mọi người. Nó hơi nhỏ nhão vậy nè, còn mình trộn nha. Hello tất cả mọi người nha. Thì đây là mồi câu của Thái nha mọi người. Cái này là cám tanh nha. Còn cái này là mỡ heo quay nha mọi người. Mỡ này thì Thái mới mua ngoài sáng luôn nè, ở trong cái tiệm bán bánh mì á. Bây giờ Thái sẽ tiến hành trộn mồi cho mọi người. Còn này là mồi dế nha. Thì hôm nay thì Thái câu cây đa hoa ánh kim nha mọi người. Cây câu huyền thoại của Thái nè. Lưỡi câu thì trứng rùa số 3 nha. Rồi để bên đây đi. Bây giờ Thái sẽ tiến hành trộn mồi nha mọi người. Quá trời bên mập. Cám tanh này thì mọi người mua trong mấy cái tiệm bán đồ câu cá nè mọi người, mua cám tanh. Thì mở cái quay này mọi người cứ đổ trực tiếp vô luôn nha. Nè. Mở hay quay này thì mọi người câu không hết thì mọi người để trong tủ lạnh nha. Mình đổ trực tiếp vô trong cái cám tanh này luôn, mình thay cho nước nha. Một số anh em hỏi Thái cái cách mà trộn mồi đó, thì sẵn cái clip này Thái giới thiệu cho mọi người luôn ha. Mà cám tanh này thì mở này thì mình cứ đổ trực tiếp vô đây luôn, đổ thay nước cho mọi người đó. Cám tanh cái mỡ heo quay này mọi người câu cá chê, cá rô rồi là cực kỳ nhạy luôn nha, cá cha nó cũng nhạy nữa. Rồi mình để vừa đủ thôi nha, phần dư này thì mình cuột lại về mình để vô tủ lạnh đó mọi người, mình để vô trong ngăn mát á, khi nào câu thì mình lấy ra mình câu nha. Rồi bỏ vô bọc. Rồi, mọi người. Nó hơi nhão nhão vậy nè. Đó, còn mình trộn nha. Trộn khi nào mà nó dẻo dẻo cái là mình lấy ra mình câu được rồi đó. Không cần phải trộn thêm cái gì nữa hết. Cái mồi này thì Thái hôm nay hay thử rồi câu rất là nhẹ luôn nha mọi người. Cái này thì mình có thể mình lấy mình xả và mình câu luôn nha. Nếu mà không có mồi dế thì mình lấy mình câu này luôn cũng được. Ok, bây giờ Thái sẽ để đây cho nó nở nha mọi người. Bây giờ Thái sẽ xuống móc cái lỗ nha. Rồi bây giờ thì Thái sẽ câu mồi dế nha mọi người. Biết tình hình hôm nay sao đây? Ok, xuống lại nha. Đó. Đang này kéo nè. Kéo mọi người, rồi, cá chơi. Em đầu tiên nha mọi người, cá rô nè. Giật cái nó bay lên luôn. Qua
cá gô. Hay khẩu cá gô. Ôi trời ơi, cái gô mọi người ơi, có hàng mọi người ơi, hàng khủng mọi người ơi. Đây cái gô nè. Trời trời trời, cái gô nè mọi người. Cái bằng bàn tay có thấy luôn. Trời ơi, cái lượng nó nè. Trời ơi, cái gô mày, cái gô mày. Cái gô này cái gô đồng luôn nha mọi người. Nè, có cái chấm đen ngay đuôi nè. Đã ghê không? Xuống rồi. Kéo vào, kéo vào, kéo 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 bóp ngay đây là khỏi sảy luôn nè. Trời trời cá nè. Vô. Xuống nè. Nó kẹp. Kéo. Tụi cá gô, cá gô. Cá gô mập là trời. Tê. Tê mọi người. Cá gô gì mới chất lượng nè. Đó. Đã ghê không? Cá gô xong đó mọi người. Xuống. Đây, ăn kéo. Kéo. Đây, cái gì đây? Đừng nói cá gô nha. Cá gô nhỏ mọi người. Kéo cái đó là cá gô nhỏ. Kéo. Ủa cái mày dinh, cái mày dinh. Ủa cái mày dinh mạnh kia luôn. Mọi người ơi. Nè mọi người. Trời trời cái mày dinh nè. Rồi cái mày dinh cho ba lửa luôn. Nè đây. Nó kéo rồi lúc vào. Cá chơi rồi. Oh my gosh. Rồi cái gô là mọi người. Dạ 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 dạ. Phơi phơi. Cái gô này. Dạ. Cái gô đầu vuông nha mọi người. Đầu nhím. Nè, cái gô này ta gọi là cái gô đầu nhím nè. Đã ghê không? Bành kia luôn á. Sẽ chín cá gô vừa vừa không mọi người nè. Dạ. Cá gô chín hiệu đồng luôn nha mọi người. Nhìn đẹp ghê luôn. Mà con vừa vừa không, không có con nào gọi là bự. Xuống lại. Nè. Ăn cái này là cá gô nha. Đó, bò nhỏ phao luôn. Cá gô không? Sảy thôi. Chưa hết mồi. Đó, ăn nữa. Nhà nè, kéo nè. Kéo. Cái gô nhỏ xíu trời. Mọi người cái gô nè. Đã ghê không?
chí. Kéo rồi, kéo rồi. Còn gì đây, còn gì đây. Kéo luôn, kéo luôn. Kéo rồi, ui. Xảy nữa rồi mọi người. Cá chơi. Cái gô. Trời ơi, cái gô mặt nội ơi. Nè. Trời, cái gô mặt rồi mọi người. Đã chưa? Hết chạy. Hết biết cái gô mặt. Xuống nào. Rồi kéo. Rồi. Còn gì đây. Đó, lúc phao. Rồi cái gô bự. Cái gô bự. Rồi cách chê cái gì ra. Do thấy con mồi dế mọi người cho nên chừng nào nó lúc phao luôn mới giật nghe, tại vì nó ghẻ con dế từ từ nó mới hết. Nó. Hết mồi luôn. Rồi. Cá chê. Trời. Xuống rồi. Rồi kéo. Kéo. Mày vậy? Trời ơi, xảy rồi. Xảy hoài trời. Xuống. Lúc phèo. Trời. Trời, sao nãy giờ xảy hoài trời. Chừng ngay dính đầu cây luôn mọi người ơi. Rồi cái gô. Cái gô bành kia dính đầu cây luôn. Dính đường nào vậy trời. Cái gô là mọi người. Cái gô mập lù luôn á. Thoát mép trên hơn. Mép dưới là sảy à. Nè cái gô nè. Xuống. Kéo rồi. Trời ơi. Lên. Rồi nuốt lưỡi luôn rồi trời. Em tiếp theo mọi người. Con này nuốt lưỡi luôn mọi người. Chơi nè. Đã ghê không? Nuốt lưỡi luôn mọi người.
Ê, chưa còn gái được, chưa đứt lưỡi. Rim. Em tiếp theo mọi người ơi, cái mì dinh nó kéo một cái đuổi luôn nè. Lên trời ơi, trời ơi, xảy ôi. Rồi cách chốt mọi người ơi. Rồi chốt giấy cho bá lửa luôn. Rồi mọi người, cách chốt rồi mọi người. Con này đây. Con này là chốt giấy nha mọi người nè. Con này là kho tiêu ăn cơm là hay luôn á. Vô. Ăn cái gì. Mới kéo mọi người. Đó. Đây con gì đây, Kéo. Rồi. Vú ngốc luôn rồi trời. Hello mọi người nha. Hiện tại thì bây giờ cũng đã chiều rồi nha mọi người. Thì đây là thành quả của Thái nha. Rồi sớm này Thái câu lúc khoảng 4 giờ mọi người. Giờ này thì khoảng 5 giờ rưỡi 6 giờ rồi. Thì đây là thành quả của Thái nè. Chính được mấy con cá, mì dinh mọi người. Với lại hai ba con cá chê, với lại được con cá rô rồi mọi người. Rồi chọn cá rô nè. Hết biết cá rô luôn mọi người. Rồi cá rô rồi mọi người. Chọn khè luôn. Ghê không? Tắm cá luôn rồi. Rồi ok, hãy hẹn mọi người trong video tiếp theo nha. Mọi người xem video của Thái nhớ đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha.